Chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu căn hộ thực tế, căn hộ 3 phòng ngủ, 81m2 tại dự án Vinhomes Grand Park quận 9, thuộc tòa nhà X501 và nằm ở phân khu The Rainbow, phân khu đầu tiên đang bàn giao những căn hộ để cho khách hàng về ở. Thì Khoa xin dẫn cho các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham quan thực tế bên trong căn hộ bàn giao của 3 phòng ngủ như thế nào nhé. Những cái căn 3 phòng ngủ là tất cả đều là những căn đầu hồi, căn góc nha các anh chị. Chúng ta sẽ thấy được phía đường vành đai 3 ở đây, ngay cái khu giếng trời, và nhìn vào phía Vinhomes, phía Manhattan và Manhattan Glory, cùng với phân khu nhà phố, phân khu cao tầng của Master Ride Center Point. Và bây giờ chúng ta đi vào thực tế ở bên trong. Đây, khi mà vừa mở cửa vào là chúng ta sẽ thấy được cái bếp ở bên tay phải của mình. Đây là cái cửa nè các anh chị. Chúng ta có hệ thống video call từ bên ngoài hoặc là từ ở sảnh cùng với tầng hầm, chúng ta có thể connect được cho tới căn hộ của mình. Vừa mở cửa vào là chúng ta sẽ có ngay cái bếp ở bên phía tay phải. Đây là chủ đầu tư bàn giao là không có bếp, sẽ có những cái ống chờ sẵn như thế này về chúng ta lắp ráp. Và bên phía tay trái đó chính là view trực diện ban công phòng khách. Những căn 3 phòng ngủ thì sẽ được tặng 4 cái máy lạnh như thế này LG. Đây là cái hành lang dành cho 3 phòng ngủ, 2 phòng ngủ bố trí bên đây và 1 phòng ngủ bố trí ở bên phía tay phải cùng với cái lô gia của mình. Đây là cái nhà vệ sinh chung, vệ sinh cho phòng khách. Bây giờ chúng ta cùng tham quan cái ban công nha các anh chị. Đây là ban công. Ban công nhìn về vô khu của mình. Bây giờ chúng ta cùng tham quan về cái view. Phía dưới của chúng ta là cái đường vành đai 3. Đây là cái đường vành đai 3 của chúng ta sau này sẽ chạy xuyên qua dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì chủ đầu tư đã chừa sẵn những cái không gian cây xanh như thế này. Ở phía này là sẽ đường vành đai 3 này các anh chị. Và ngoài ra đường vành đai 3 của chúng ta sẽ đi trên cao nên sẽ phân chia cách biệt với những cái khu chung cư của chúng ta, được những cái dải cây xanh rất là lớn, rợp bóng mát cùng với những cái hồ cảnh quan như thế này sẽ làm giảm cái sự ồn, cái tiếng ồn của những cái đường vành đai 3 trong tương lai. Phía này của chúng ta đó chính là phân khu Masterai Center Point đang mở bán và đã có giá từng căn rồi nè các anh chị, và chuẩn bị sẽ mở bán đợt 2 trong vòng khoảng 1 tuần nữa. Các anh chị nào có nhu cầu về dự phân khu Masterai Center Point của chủ tư Mastery Home thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Đây là Manhattan. Các anh chị thấy không, Manhattan đã lên rất là nhiều nha các anh chị. Nhà phố là một trệt 4 lầu và một tầng sân thượng. Còn biệt thự đầu hồi như thế này là sẽ là một trệt 2 lầu và một tầng sân thượng. Đây là những cái khu trường học, khu trung tâm thương mại. Chúng ta sẽ có một cái khu đất dành cho trung tâm thương mại cũng sẽ nhỏ hơn. Khu đất dành cho Vinhomes, Vincom lớn nhất cả nước ở đây. Và chúng ta cũng có một trung tâm thương mại ở đây sẽ nhỏ hơn. Và phía bên đây là chính là cái tòa nhà điểm nhấn của chúng ta, tòa nhà cao nhất Vinhomes Grand Park, tòa nhà 45 tầng sẽ là tòa nhà biểu tượng của đây. Chị thấy là cái dòng sông tắc khá là rộng nè các anh chị, rất là rộng dòng sông tắc nha các anh chị, sẽ uốn lượn chạy xuyên suốt qua cái phân khu Manhattan Glory, nhà phố ở đây. Và đây là cầu Long Đại của mình. Cầu Long Đại bây giờ đã rục rịch những khởi công lại rồi đó các anh chị. Phía dưới là bắt đầu sẽ mở đường rồi cho xe vật liệu xây dựng để chuẩn bị tiếp tục thi công cầu Long Đại. Và đây là sông Đồng Nai của chúng ta.
Sau Đồng Nai mé bên kia là chúng ta thấy dự án Aqua City của Novaland. Đây là cái khu Masterize Center Point ở đây. Xong tắt. Nhà phố Manhattan và Manhattan Glory hiện đang có giá từng căn rồi các anh chị. Manhattan vẫn còn một vài căn và Manhattan Glory đang có khoảng là 20 cho tới 30 căn gỗ hàng. Các anh chị hãy nhanh tay lên nha để được khoa tư vấn thêm vì đã có giá cho những cái căn này. Và những căn mà 84m2, 96m2 hiện đang rất là hiếm, thậm chí là không còn hàng. Nên các anh chị hãy tập trung vô những căn 126, 162m2 nha. Chúng ta vẫn còn hàng những căn đó. Thì nhìn tổng quát thì chúng ta thấy là không còn nhiều nha các anh chị, không còn nhiều nhà phố đâu. Thì Glory Manhattan đã mua gần hết rồi. Glory hiện đã bán hơn phân nửa gỗ hàng, còn chỉ có phân nửa lại thôi. Và cái trục đường Nguyễn Xiển. Nguyễn Xiển ở đây, Long Phước ở đây. Nguyễn Xiển, Long Phước ở đây là cái trục đường chính của cái khu này nha các anh chị, sẽ kéo dài từ đường Nguyễn Xiển đi vào bên đây cho tới xuyên ngang qua cái phân khu Manhattan Glory và trung tâm thương mại, tòa cao ốc văn phòng ở đây. Thì trước đó là các anh chị, có nhiều các anh chị nói là Manhattan Glory chỉ để ở thôi. Thì nhìn bây giờ các anh chị nhìn nè, như thế này thì không thể nào là chỉ để ở đâu. Chúng ta có thể kinh doanh buôn bán làm văn phòng rất là sầm uất. Tại vì ở đây là chúng ta là tòa nhà cao nhất quận 9, 45 tầng tòa tháp văn phòng, và dự kiến sẽ đặt tổng hành dinh của Vin ở miền Nam ngay chỗ này. Và phía bên đây là cũng chúng ta sẽ có trung tâm thương mại nữa, sẽ tương tự như Vincom nhưng quy mô sẽ khoảng phân nửa Vincom lớn nhất miền Nam của chỗ này. Đó là cái trục đường chính ra này. Bây giờ quay trở lại về căn hộ của chúng ta. Bây giờ Khoa quay trở lại về bên trong căn 3 phòng ngủ này. Đây là cái hành lang dành cho 3 phòng. Thì ở bên tay phải của chúng ta là nhà vệ sinh. Anh chị thấy nhà vệ sinh rất là đẹp nha các anh chị. Tất cả trang thiết bị đều bằng Toto. Và hệ thống chúng ta sẽ không có kính chắn ở đây, và chúng ta sẽ phải làm thêm kính chắn hoặc là tấm màn kéo ra để ngăn cho nước vào. Thì Khoa thấy có một vài anh chị là vẫn chưa làm những cái kính này, thì Khoa khuyên là mình nên làm kính nha các anh chị, chứ làm tấm màn thì nước sẽ vẫn bắn ra ngoài, sẽ làm ướt cái khu vực của chúng ta, thì mình nên làm kính nó sẽ hay hơn. Đây là những cái phòng ngủ. Là chúng ta có hai phòng ngủ, và hai phòng ngủ bên đây view cũng tương đương với ban công. Và view bên đây thì chúng ta sẽ thấy về hướng sông Tắc. Đây là cái lô gia. Đây là cái view sẽ về hướng như thế này bên dưới. Đó là cái khu thể dục thể thao rất là đẹp. Và ban đêm là sẽ sáng rực cái khu thể dục thể thao này cho các anh chị. Sân bóng đá lớn, sân bóng rổ, sân bóng mini là ở đây. Đó là cái dòng mà cái hồ, đây là cái hồ sen súng, là sẽ thả sen súng ở đây. Khoảng vài tháng nữa là sẽ thả cá và sen xuống đây, sẽ rất là đẹp nha các anh chị. Và chúng ta hãy sẽ hình dung là cái hồ sen súng này sẽ tương đương với cái hồ sen súng của ở bên Manhattan Glory, dành cho những căn biệt thự song lập sẽ rất là đẹp. Những cái phía sau của biệt thự song lập Manhattan Glory là chúng ta sẽ kết nối với hồ sen súng như thế này. Phía bên đây là các anh chị là sẽ hình dung ra nhé. Đây là cái tháp đất của cái tòa tháp 45 tầng ở đây. Đây là cái đường vành đai 3 của chúng ta sẽ chạy xuyên qua. Và đây là khu đất của tòa tháp 45 tầng. Ở đây trục Nguyễn Xiển. Ga chúng ta đi từ trục chính Nguyễn Xiển Long Phước, chạy xuyên qua đường Nguyễn Xiển ngoài này. Đây là ba phòng ngủ của chúng ta, một phòng ngủ mé bên này, master, và hai phòng ngủ bên đây.
Thì Khoa đang nhận ký gửi cho các căn hộ ở The Rainbow. Anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng lại, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Ngoài ra, Khoa cũng đang nhận booking cho phân khu S10 của The Origami, chuẩn bị mở bán vào tuần sau. Ngay sau mở bán S10 là chúng ta sẽ mở bán S6. Cùng với đó là việc nhận booking và mở bán liên tục cho Masterize Centerpoint của Masterize Home. Nếu mà các anh chị nào thấy kênh Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký nút subscribe ở bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. 1-2 ngày nữa là Khoa sẽ update tiến độ về xây dựng toàn khu Vinhome Central Park đầu tháng 11. Khi mà hết sau đó thì Khoa sẽ update tiến độ cuối tháng 11. Trong một tháng Khoa sẽ update 2 lần nha các anh chị. Hãy cập nhật về tiến độ thi công. Khoa sẽ cập nhật Origami xây dựng Manhattan Gallery, Masterize Centerpoint. Tới đây Khoa xin tạm ngưng video clip. Thì xin chúc anh chị và các bạn có một buổi cuối tuần vui vẻ, đầm ấm bên người thân, gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại các video clip mới nhất.